Vân Anh cố tình úp mở để thăm dò bản chất con người của Lâm. Mời các bạn đón xem các diễn biến tiếp theo của bộ phim Tình yêu bất tử và sau đây là các diễn biến chi tiết của bộ phim. Việc Lâm muốn có cho bằng được khu đất đó, thứ nhất là để phục vụ cho công ty, thứ hai là anh ấy cũng muốn bảo vệ nơi yên nghỉ của Thi khỏi những nhà đầu tư khác. Nhưng tình hình lại không mấy khả quan khi công ty của ông Tài đã đi trước một bước. Bây giờ, Lâm muốn có được khu đất đó trừ khi anh ấy phải trả một cái giá rất cao, thậm chí là gấp đôi, để chủ khu đất có thể bồi thường hợp đồng lại cho ông Tài mà vẫn cũng có thể thu về được lợi nhuận. Chính vì vậy mà việc Lâm thỏa thuận với chủ khu đất càng trở nên khó khăn hơn. Và với cái giá cao như vậy thì công ty của Lâm cũng sẽ không còn lợi nhuận nữa. Trong khi đó, suy nghĩ của Vân Anh là hoàn toàn trái ngược. Cô ấy cho rằng chẳng qua là Lâm muốn quên đi tội ác của mình, nên muốn mua khu đất đó rồi cải tạo lại tất cả để khiến bản thân không bao giờ nhớ về chuyện cũ nữa. Nhưng Vân Anh vẫn tỏ ra là không biết gì cho đến khi Lâm thông báo là anh ấy sẽ từ bỏ việc thu mua khu đất đó để thực hiện một dự án khác khả quan hơn. Thì Vân Anh cũng vô cùng thắc mắc, cô hỏi lại tại sao Lâm lại bỏ cuộc nhanh như vậy, trong khi trước đây Lâm đã bỏ rất nhiều công sức để lên kế hoạch sở hữu khu đất mà. Lâm ôn tồn giải thích với Vân Anh rằng làm gì thì làm cũng phải nghĩ tới lợi ích của công ty, nếu như cố chấp đi theo khu đất đó thì sẽ không thu được lợi nhuận. Còn chưa biết là dự án có khả quan hay không mà chi phí ban đầu đã cao như vậy thì cũng là một điều Lâm phải cân nhắc. Vân Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi với Lâm rằng nếu như muốn đạt được lợi ích của công ty mà ảnh hưởng tới lợi ích của người khác thì Lâm có còn muốn làm nữa hay không. Tự nhiên bị hỏi một câu mông lung như vậy, Lâm cũng ngơ ngác không biết tại sao Vân Anh lại dùng câu hỏi này với mình. Vân Anh vì sợ lộ chuyện nên đã lánh sang chuyện khác, nói rằng vì cô ấy thấy bản kế hoạch của Lâm có một số chỗ cần sửa đổi, vì cứ theo đúng bản kế hoạch cũ thì sẽ uổng phí đi vẻ hoang sơ ở nơi đó. Lâm nghe như vậy thì cũng gật gù, anh không nghĩ gì cả mà giải thích rằng tất nhiên là Lâm cũng sẽ sửa đổi một vài chỗ trong bản kế hoạch. Sau khi đã bàn bạc xong xuôi thì Vân Anh cũng xin phép về chỗ làm việc của mình. Tin tức Lâm thay đổi địa điểm để thực hiện dự án nhanh chóng đã đến tai của Sơn. Sơn lập tức đến phòng của Lâm để nói chuyện. Anh thắc mắc không hiểu tại sao Lâm lại có thể thay đổi quyết định vào phút chót như vậy. Sơn nghĩ là Lâm sẽ cố gắng lấy cho bằng được khu đất đó mới đúng, bởi vì Lâm cũng muốn tranh giành với Phượng. Chẳng phải là Phượng đã nhiều lần khiêu khích Lâm hay sao? Không lẽ Lâm lại có thể bỏ qua chuyện này như vậy được? Nhưng Lâm nói rằng anh ấy là một con người sống có quy tắc, chuyện cá nhân với chuyện công không bao giờ dính dáng gì tới nhau hết. Chuyện Phượng đã làm những thứ có lỗi với Lâm, Lâm cũng đã bắt cô ta trả giá rồi. Còn việc cô ta muốn tranh giành như thế nào với Lâm thì Lâm không quan tâm. Cái mà anh ấy quan tâm nhất bây giờ chính là phải đem lợi nhuận về cho công ty, chứ không phải là tranh giành hay đấu đá với ai hết. Liệu với lời giải thích này của Lâm, Sơn có chịu tin anh ấy hay không? Tất cả sẽ có trong các diễn biến tiếp theo của bộ phim Tình yêu bất tử. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm like và share để ủng hộ chúng mình nhé. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.